chuông đi lên nhà Chúa, đi lên nhà Chúa. Chúa ơi, cung thánh ngài ngời bao huyền diệu, ngất ngây trong cõi lòng. Lạy y Chúa con mơ ước ngày đêm, điệp trùng mang tiếng khúc hát kinh dâng đời. Chúa ơi, phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao, có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trông cậy ngài. Con chẳng trông mong gì lạy Chúa, con van xin mơ ước một điều, được trọn đời tận hiến yêu thương trong thánh điện đây, sướng vui ngập tràn. Đường đi lên nhà Chúa, đi lên nhà trời. Chúa ơi, cung thánh ngài ngời bao huyền diệu, ngất ngây trong cõi lòng. Lạy y Chúa con mơ ước ngày đêm, điệp trùng mang tiếng khúc hát kinh dâng đời. Chúa ơi, phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao, có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trông cậy ngài. Khi đời con tu điểm những bước, những bước chân gieo vắng tin mừng, từng bước ngài dìu dắt con đi. Ôi Chúa tình yêu mến thương ngập tràn. Tâm tư con gieo vang ca mừng, từng bước đời tận hiến con đây, dâng Chúa tình yêu giữ cho vẹn toàn. Đường đi lên nhà Chúa, đi lên nhà trời. Chúa ơi, cung thánh ngài ngời bao huyền diệu, ngất ngây trong cõi lòng. Lạy y Chúa con mơ ước ngày đêm, điệp trùng mang tiếng khúc hát kinh dâng đời. Chúa ơi, phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao, có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trông cậy ngài. Điệp trùng mang tiếng khúc hát kinh dâng đời. Chúa ơi, phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao, có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trông cậy là mỗi lời kinh. Con lo vun cưới nương đồng hôm sớm, mai đây tinh kết nên rượu bánh thơm, tiến về trời cao mừng Chúa hiền vinh. Lễ vật con dâng Chúa hôm nay,
bàn tay lao công này tạo tác, mang theo sướng vui vì đã góp phần phục vụ Chúa trong muôn người. Mỗi giọt mồ hôi là mỗi lời kinh, con lo vun tưới nương đồng hôm sớm, mãi đây tình kết nên rượu bánh thơm, tiến về trời cao mừng Chúa hiền vinh. Lễ vật con dâng Chúa hôm nay là bao nhiêu lao nhọc, là bao nhiêu cơ cực chồng chất, nhưng luôn vững tin tình yêu của Ngài làm tâm trí con an bình. Mỗi lời kinh con lo vun tưới nương đồng hôm sớm, mãi đây tình kết nên rượu bánh thơm, tiến về trời cao mừng Chúa hiền vinh. Lễ vật con dâng Chúa hôm nay là bao nhiêu vui mừng, là bao nhiêu u buồn trốn lớn, mong sao lễ dâng được như khói trầm ngào ngạt trước tôn nhan Ngài. Mỗi giọt mồ hôi là mỗi lời kinh, con lo vun tưới nương đồng hôm sớm, mãi đây tình kết nên rượu bánh thơm, tiến về trời cao mừng Chúa hiền vinh. Mỗi giọt mồ hôi là mỗi lời kinh, con lo vun tưới nương đồng hôm sớm, mãi đây tình kết nên rượu bánh thơm, tiến về trời cao mừng Chúa hiền vinh. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
con dâng ngài tình yêu năm tháng đã dần nhạt phai. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện tri ân trọng lớn đến trong khi đó Chúa chúng ta tình yêu của Chúa Cha và lớn tâm hiền của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị. Kính thưa anh chị em, hôm nay chúng ta quy tụ về đây để cùng với bà con giáo xứ Đình Chùa mừng ngày cao điểm tôn châu tôn thờ nền tảng người khen Chúa Giêsu Thánh Thể. Đặc biệt hôm nay chúng ta cùng với giáo hội mừng kỷ Chúa Giêsu Thiện Trung, Chúa tỏ vinh quang cho các môn đệ trên núi để củng cố niềm tin cho các ông trước khi bước vào con đường khổ nạn của Chúa. Chúng ta xin thánh lễ này để xin Chúa ban xuống trên toàn thể giáo phận chúng ta, các đức cha, các linh mục cũng như mọi thành phần dân Chúa được niềm tin vững vàng vào Đức Kitô phục sinh, và xin cho chúng ta được dồi dào bình an tâm phục của Đức Kitô phục sinh để rồi chúng ta được mời gọi khi kết thúc tuần châu lượng ra đi trở về một cuộc sống của mình, làm chứng cho Đức Kitô phục sinh bằng một cuộc sống yêu thương, bằng một cuộc sống biết đời, để chúng ta loan truyền tình yêu của Chúa qua cuộc sống của mình. Thầy kêu chúng ta xin Chúa thương đến mỗi người, mỗi gia đình trong cộng đoàn giáo xứ vị chủ thân yêu của chúng ta, để rồi chúng ta cầu thẳng với cha xứ tiếp tục xây dựng giáo xứ chúng ta ngày càng phát triển, nhất là trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành một nhiệm thay. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Thank you.
Thank you.
trinh thứ thứ hai của thành Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, chúng tôi không theo những truyền bài đặt khúc khèo để tỏ ra cho anh em biết quyền năng và sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, nhưng chúng ta đã được chứng kiến đại diện sự vi vi của Người. Người đã được Chúa Cha ban cho vinh dự và vinh quang khi có lời từ sự vinh quang cao cả xuống phán về Người rằng: này là con ta yêu dấu, Người đẹp lòng ta, cả ngươi hãy nghe lời Người. Chúng tôi đã nghe tiếng lấy từ trời và xuống lúc chúng tôi ở với Người trên núi thành, và chúng tôi có lời nói chắc chắn hơn nữa là lời nói tiên tri. Anh em nên nghe theo lời đó. Đó như một đèn sáng soi trong nơi u tối cho đến khi rạng đông và sao mai mọc lên trong lòng. Thank you.
cầu được giáo xứ vì chùa chúng ta năm nay thông qua ngày giáo hội mừng kỷ chùa hiện chung. Đây là một mầu nhiệm quan trọng trong cuộc đời dương thể của Chúa Giêsu. Mầu nhiệm này là điều phong phú của giáo hội nhắc tới trong ngày Chúa Nhật thứ hai mùa chay quanh năm, nhằm mục đích sống mùa chay hướng về mầu nhiệm phục sinh, hầu giúp mọi người chúng ta chuẩn bị tinh thần hướng lòng chúng ta chiêm ngắm Đức Kitô phục sinh. Mầu nhiệm này được chính thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II chọn làm một trong năm mầu nhiệm về sự sáng để suy niệm về cuộc đời của Chúa Giêsu. Như chúng ta ngắm trong năm sự sáng thứ bốn thì ngắm Chúa Giêsu biến hình trên núi, ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa. Hôm nay phục vụ nhắc lại câu chuyện ấy trong ngày 6 tháng 8. Có lẽ vì ngày hôm nay là ngày kỷ niệm cung hiến đền thờ Chúa biến hình được xây trên núi Tabor, và cũng có lẽ có một sự liên hệ với lễ xin tôn thánh giá vào ngày 14 tháng 9 sắp tới. Trước 40 ngày suy tôn thánh giá Chúa thì giáo hội cử hành lễ Chúa hiện chung để nói với chúng ta rằng mầu nhiệm thập giá và mầu nhiệm phục sinh là hai chiều kích của một mầu nhiệm duy nhất, mầu nhiệm cứu chuộc loài người. Chúa Giêsu chết và sống lại để cứu độ chúng ta. Nhắc lại những điều đó cho chúng ta thấy mầu nhiệm Chúa hiện chung là một mầu nhiệm quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giêsu và như thế quan trọng trong cuộc sống của chúng ta hôm nay. Vì thế trong giờ phút này chúng ta cùng nhau suy niệm về mầu nhiệm hiển hình của Chúa Giêsu có ý nghĩa như thế nào cho cuộc sống của chúng ta hôm nay. Từ đó chúng ta cũng ra những bài học, những sự nghiệp sống cho chúng ta, nhất là trong ngày chúng ta mừng cáo biệt tuần châu tôn thờ nền tảng Chúa Giêsu thánh thể. Thưa anh chị em, trước hết biến cố Chúa biến hình là một biến cố lịch sử, là một mầu nhiệm quan trọng được cả tin mừng nhất là thuật lại. Cả ba tin mừng nhất là đều tương thuật biến cố này. Riêng tin mừng của thánh Gioan không trực tiếp thuật lại việc Chúa biến hình, nhưng ám chỉ đến trong toàn kệ có một số người như là muốn được trông thấy Chúa Giêsu thì ngài liền nói giờ đã đến cho con người được tôn vinh, và lập tức có tiếng từ trời đến ta đã tôn vinh danh ta và ta sẽ lại tôn vinh. Còn chính thánh Phêrô, một trong ba môn đệ được chứng kiến cảnh biến hình, thì đã nghe ngài một cách vắn tắt cốt yếu như chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ hai. Riêng cả thư Phaolô cũng không trực tiếp nói đến câu chuyện biến hình của Chúa Giêsu, nhưng ánh sáng của Chúa Giêsu phủ xuống người trên đường Đa-mác cũng chính là ánh vinh quang của đấng đã biến hình trên núi. Và chắc chắn câu chuyện Chúa biến hình đã giúp Phaolô trong suy tư, trong đời sống của ngài và trong giáo huấn của ngài thật sâu sắc, bởi vì Phaolô luôn luôn đề cập đến về sự phải đổi mới và phải biến dạng nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô vinh quang, Đức Kitô phục sinh. Nói tóm lại, việc Chúa Giêsu biến hình là một mầu nhiệm lịch sử trong cuộc đời của ngài, một biến cố lịch sử trong cuộc đời của ngài đã được nhiều nơi trong các sách Tân Ước hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp mô tả và gửi lên để chúng ta thấy rõ
đấy là một mầu nhiệm quan trọng trong cuộc đời của người và như thế quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Biến cố ấy đã xảy ra như thế nào? Chúng ta vừa nghe Thánh Matthew tường thuật lại trong tin mừng của Ngài. 6 ngày sau, khi Chúa Giêsu lần đầu tiên nói về các vấn đề người sẽ bị đột, bị bắt, bị đánh, bị xử, bị chiến, nhưng sẽ sống lại ngày thứ ba. Chúng ta biết lời tuyên bố đó đã khiến cho cả môn đệ phải ngỡ ngàng, chẳng hiểu gì cả, và nhất là với cả tông đồ thì quả quyết không thể xảy ra như vậy. Chúa Giêsu đã chẳng những khẳng định lại mà còn tuyên bố thêm, không những chính thầy phải như thế, mà cả môn đệ và những ai tin thầy, ý theo thầy cũng phải phạm thập giá mà đi theo người. Như thế, quá biến cố nghĩa định một mặt ngài là luôn cho chúng ta suy nghĩ và chúng ta thấy từ cả vấn đề đã không chấp nhận được, tỏ ra buồn phiền và Đức Kitô đã hứa ngài sẽ cho cả ông thầy vinh quang phục sinh của ngài. Chúng ta hãy khoan quả quyết biến nghĩa định có ý thực hiện lời hứa cách đây 6 hôm. Khi Chúa tuyên bố ngài phải chịu chết, chúng ta tạm ghi nhận việc ấy xảy ra 6 ngày sau khi Chúa tuyên bố lần đầu tiên về cuộc khổ nạn của người. Và Chúa đã thực hiện điều đó khi đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi. Tin mừng của Matthew không nói núi nào, chỉ biết là ở trên núi cao người đã biến hình trước mặt cả ông. Mặt người đã trở nên chói lọi như mặt trời và áo người trắng như ánh sáng. Rồi có Elia và Môsê hiện năng đàm đạo với người. Và Phêrô đã xin người xây dựng dựng lên 3 lều để một cho Chúa, một cho Môsê và Elia. Nhưng chỉ trong khi tiếng Phêrô nói thì một tiếng khác lớn hơn đã áp tiếng của ông từ trong đám mây bao phủ cả ngày. Tiếng đó khẳng định Chúa Giêsu là con chỉ ái của Thiên Chúa Cha, kẻ ngài sủng mộ, và mời gọi chúng ta hãy nghe lời ngài. Thưa anh chị em, biến cố mầu nhiệm Chúa biến hình chỉ có như vậy. Lâu chừng nào tin mừng không nói lại, chẳng ai kể lại, chẳng ai biết. Tuy nhiên mầu nhiệm đó thật phong phú và thâm sâu về ý nghĩa, mà chúng ta cần rút ra một vài ý nghĩa khi suy niệm mầu nhiệm này. Ý nghĩa đầu tiên chúng ta có thể đoán được, Chúa Giêsu muốn phấn chấn lòng các môn đệ sau một tuần lễ sống nặng nề trong việc tưởng con người sẽ bị đột, bị chiến và các môn đệ cũng phải phạm thập giá. Chính vì vậy mà phụng vụ đã nhắc lại câu chuyện Chúa biến hình ở đầu mùa chay. Chúa cho các môn đệ thấy vinh quang của người để họ không mất niềm tin khi thấy người bị khổ nhục và chết trên thập giá. Nhưng theo cách tường thuật của các bạn tin mừng thì Chúa biến hình không giống lắm với Chúa phục sinh. Bởi vì chúng ta thấy sau khi sống lại, các môn đệ không thấy người mặt trời như mặt trời, áo trắng như ánh sáng. Họ cũng sẽ không thấy ai thả tụng người khi xuất hiện, và cũng chẳng nghe thấy tiếng nào phản ra từ một đám mây. Tức là khi thuật lại việc Chúa biến hình, tác giả tin mừng không tựa vào những điều đã xem thấy nơi Đức Kitô phục sinh. Thế nên có thể nói khi biến hình, Chúa Giêsu không chỉ muốn cho các môn đệ được phấn chấn, và có lẽ người đã không muốn trực tiếp tiên báo việc ngài sống lại. Có những ý nghĩa đấy, nhưng không phải là ý nghĩa duy nhất. Việc Chúa biến hình không chỉ là tiên báo ngày sống lại, nhưng có thể có những ý nghĩa sâu xa hơn,
mà chúng ta cần đi sâu vào để nâng đỡ niềm tin của chúng ta hôm nay. Ý nghĩa sâu xa đó là chúng ta có thể nói được rằng Chúa Giêsu đã muốn phấn chấn lòng cả quốc đề thật, nhưng bằng cách mặc khải cho họ hiểu hơn về con người của Ngài, hơn là chỉ cho họ thấy một điều gì chưa xảy ra đến ở nơi Ngài. Cáo điểm của câu chuyện này là tiếng phán từ trong đám mây: Ngài là con chỉ ái của ta, kẻ ta đã sụp đổ, cả ngươi hãy nghe lời người. Rõ ràng tiếng của Chúa Cha muốn tuyên bố Chúa Giêsu là con đồ, là tôi tớ được sùng mộ, là một tiên tri của người. Cách đây 6 ngày, Ngài tuyên bố Ngài sẽ bị lột, bị giết, khiến môn đệ xót xa nghẹn mặt lại, tưởng kết cục Ngài sẽ chỉ là tôi tớ bị treo lên thập giá. Nay chính Thiên Chúa công khai mặc khải Ngài là con chỉ ái và phải nghe lời Ngài. Chúa Cha phán như vậy để công nhận việc từ hàm của Chúa Giêsu và nâng Ngài lên, nhất là để cả môn đệ luôn tin Ngài là con Thiên Chúa đấng từ trời và đến. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu là kẻ được sùng mộ, và điều này rất quan trọng bởi vì nó gợi lên hình ảnh tối tớ trong sách Isaiah. Nó gợi lên hình ảnh tối tớ làm thỏa mãn lòng Thiên Chúa, nhấn mạnh đến việc làm hài lòng Thiên Chúa là chính ở địa điểm vâng lời người đến chịu chết trên thập giá. Nghĩa là Thiên Chúa công nhận rằng chính Thiên Chúa hài lòng chấp nhận chính ý của lệ, chính con đường thập giá mà Đức Kitô sẽ đi để cứu độ loài người. Một ý nghĩa khác cần nhấn mạnh ở trong câu chuyện hiển hình đó là hạnh phúc của cả môn đệ. Trước những mặc khải, cả môn đệ không có cách nào hơn là sấp mặt xuống đất vì sợ Ngài. Nhưng đó chỉ là bữa cười đâu, bởi vì Thiên Chúa không xuất hiện để làm cho con người sợ Ngài và chết trong sợ Ngài. Thiên Chúa đến không chỉ để đè bẹp con người trong sự sợ Ngài, mà Ngài đến để thăng tiến con người. Cho nên Chúa Giêsu đấng cứu chuộc con người đã đến động vào họ, cho họ ngẩng đầu lên và được bình an hoan lạc. Điều này nói về Đức Kitô phục sinh sẽ đến để nâng con người từ cõi chết tội tội lỗi, được ngẩng đầu dậy trong biến cố phục sinh của Đức Kitô, nghĩa là hành diện trở thành con cái của Thiên Chúa và được hưởng giá nghiệp của người, hạnh phúc viên mãn trong nước người như cái chết, như sự hạ mình của Đức Kitô. Vậy thưa anh chị em, với những ý nghĩa như thế, đâu là bài học mà chúng ta có thể rút ra cho chúng ta hôm nay khi mừng lễ Chúa hiện dung trong ngày cao điểm tuần trầu của giáo xứ chúng ta và của mọi người đã quy tụ về đây hôm nay? Thưa anh chị em, Chúa Giêsu đã cho thánh Phêrô cảm nhận được hạnh phúc và Ngài thấy được cái hạnh phúc đó, cho nên muốn ở lại đó. Nhưng mà Chúa không chỉ muốn cho ba môn đệ mà còn muốn cho cả nhân loại được hạnh phúc. Nhưng để được hạnh phúc thì cần rút ra bài học, và nhất là sống cái bài học đó thì mới đạt được như tiếng Chúa Cha đã phán với chúng ta: hãy vâng nghe lời người. Vậy bài học đầu tiên mà chúng ta có thể thấy đó là cho dù việc Chúa biến hình không trực tiếp muốn tiên báo việc người là phục sinh, nhưng nó vẫn muốn phấn chấn lòng cả quốc đệ, củng cố lòng tin của cả quốc đệ vào người khi đi vào mầu nhiệm thập giá. Và chắc chắn điều này Chúa cũng đang muốn làm cho chúng ta trong giờ phút này, trong ngày cao điểm của tuần trầu chúng ta. Ở đây là người chúng ta cũng thấy có một sự mầu nhiệm biến hình, hoa màu của đất và công lao của con người sẽ biến lên mảnh trường và để rồi quá lớn.
Chúa trở nên nước thường nuôi chúng ta mà báo công lao tất cả của đời sống chúng ta, tuy nhạt như giọt nước cũng sẽ được hòa với rượu để trở nên mình màu thánh Chúa Giêsu. Như thế khi thực hành biến cố này, xã hội muốn nói về chúng ta rằng chúng ta đã tuyên xưng đức tin của chúng ta vào chính mầu nhiệm thánh thể. Đấy chính là thịt máu của con Thiên Chúa, Chúa Giêsu và người. Chúng ta muốn tuyên xưng rằng chính sự kiện con sống này đã được cử hành hiện tại hóa trên mặt đời này để Thiên Chúa tiếp tục ban ơn cứu độ cho loài người. Chúng ta tuyên xưng rằng chính Đức Kitô đã chết và sống lại để cứu độ chúng ta. Và không chỉ là chúng ta tuyên xưng mà qua việc cử hành này, giáo hội nơi Chúa muốn củng cố niềm tin ấy cho chúng ta mỗi ngày một sống đầu hơn. Bài học thứ hai, chúng ta thấy nếu như Phêrô là phấn khởi và suốt đời không thể nào quên được diễm phúc ở trên núi thánh, như chúng ta thấy ai đã vắn tắt kể lại trong bài đọc thứ hai, thì chúng ta cũng phải ý thức và cảm thấy cho được sự phấn chấn khích lệ khi chúng ta tham dự thánh lễ. Bởi ở đây chúng ta không chỉ được đưa vào hầu nhiệm như cả vấn đề khi ở trong đám mây trên núi thánh, trên viên Chúa biển hình, vì chúng ta ở đây được đi sâu vào viền kết hợp nếp một với Chúa Giêsu. Qua viền trường lấy mình và bảo thánh người, chúng ta được nếp một với người, chúng ta được sống sự sống của người, chứ không chỉ là chiếm được vinh quang của người, chứ không chỉ là ở trong đám mây sáng láng dù chỉ là một chốc lát. Còn ở đây chính viền chúng ta tham dự vào viền trở về, chúng ta đi vào trong chính sự kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, Phêrô chỉ nhìn ngắm một vinh quang, đầm muốn ở lại vì ngây ngất trong hạnh phúc đó. Nhưng bao lần chúng ta trở về, chúng ta có cảm nhận được vì sự bình an, sự hạnh phúc khi chúng ta được Chúa đến ở trong lòng mình, khi chúng ta được kết hợp mật thiết với Ngài, khi chúng ta được nếp một với Ngài, cái diễm phúc đó còn lớn lao hơn diễm phúc của Phêrô khi chỉ khi chiêm ngắm Chúa biển hình trên núi mà chúng ta đang suy niệm hôm nay. Vậy bài học này nhắc cho chúng ta hạnh phúc của chúng ta khi được dưỡng lấy minh máu thành Chúa. Thưa anh chị em, nhắc tới điểm này tôi muốn gửi lại cho mọi người chúng ta ngày dưỡng lễ lần đầu. Một lần người ta hỏi vua Thánh Louis, ngày nào là ngày mà ghi lại ấn tượng nhất trong cuộc đời của đức vua? Người ta đang chờ đợi câu trả lời sẽ là ngày năm qua, nhưng không, vua Thánh Louis trả lời ngày đó là ngày trọng được dưỡng lễ lần đầu. Với cái cảm nhận hạnh phúc đó không bao giờ quên. Thưa anh chị em, từ hồi tất này để chúng ta ý thức được cái niềm hạnh phúc khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi được dưỡng lễ lần đầu, cái tâm tình đó, cái niềm khao khát thiết tha đó bây giờ thực sự ở nơi chúng ta có còn được không? Và hôm nay khi thấy hạnh phúc của Phêrô ở trên núi, để nhìn lại mỗi lần chúng ta được dưỡng Chúa vào lòng là mỗi lần chúng ta được đi vào trong bước qua mật thiết nên một với Chúa Giêsu, được hạnh phúc trong sự sống của Ngài. Bài học thứ ba, mầu nhiệm biến hình mặc khải các bạn môn đệ biết Chúa Giêsu là con chỉ ái của Thiên Chúa Cha, biết thân tính vinh quang và uy linh của Ngài, biết đường lối cứu thế của người đem lòng Chúa Cha, biết kế hoạch cứu độ của người, đó là kế hoạch đã được tiên báo từ muôn thuở khi cho Môsê và Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu. Mà theo tường thuật của Thánh Luca thì cả hai đàm đạo về biến cố xuất hành mà Chúa Giêsu sắp trải qua. Biến cố xuất hành là biến cố dân Chúa đã đi qua miệng đỏ,
khỏi cái ánh nhô lệ của Ai Cập để tiến vào đất nữa. Đức Kitô sẽ đi vào màu nhiệm thập giá như là một màu nhiệm vượt qua để dẫn cả dân nhân loại đi vào trong đất nữa là hạnh phúc đời đời. Thánh lễ mà chúng ta tự hành hội này và cụ thể thánh lễ giờ đây cho chúng ta cảm thấy chính chúng ta và anh em chúng ta đã được hạnh phúc khi chúng ta được tham dự vào chính mầu nhiệm chết và sống lại của Đức Kitô. Để qua mầu nhiệm này, Chúa cứu độ chúng ta, nhận chúng ta làm con chỉ ái của Chúa, dương tư của Chúa, báo cho chúng ta biết mọi người chúng ta là anh em với nhau. Điều này trong lời nguyện nhập lễ chúng ta vừa nghe giáo hội cầu xin việc Chúa hiện chung công cố niềm tin cho các tông đồ và báo trước sẽ nhận chúng ta là nghĩa tử của Ngài. Vậy thưa anh chị em, mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ, mỗi lần chúng ta thực hành bí tích thánh lễ và đặc biệt giờ phút này, chúng ta đã tham dự vào chính mầu nhiệm chết và sống lại của Đức Kitô. Và chúng ta biết rằng quá chính mầu nhiệm đó mà chúng ta được thánh hóa, nghĩa là được nhận làm con cái Thiên Chúa, xóa đi tội lỗi cho chúng ta, loại trừ cái ách nô lệ tội lỗi nơi chúng ta, để chúng ta được tự do là con cái của Chúa và làm cho chúng ta trở thành là anh em của nhau. Điều này mời gọi chúng ta hãy ý thức việc chúng ta thực hành một cách sống động mỗi lần chúng ta thực hành thánh lễ. Tham dự thánh lễ không có nghĩa là đứng từ xa để xem một vài chuyện xảy qua, xảy ra bên ngoài như từ và như ảo sống như đèn kèn đấu. Thánh lễ là chúng ta đi vào trong chính mầu nhiệm chết và sống lại của Đức Kitô. Vì thế nếu chúng ta đến để tham dự thánh lễ, đừng bao giờ thờ ơ một cách ngồi lành, một cách quá quá để rồi khi mầu nhiệm tự hành cao đài được tự hành, trong khi chúng ta lại sống một cách hời hợt, một cách qua truyền, một cách chiếu lệ, nhất là thánh lệ những ngày Chúa nhận. Bài học thứ tư mà đời Chúa hôm nay muốn cho chúng ta thấy đường lối cứu thế của Đức Kitô, đó là con đường thập giá. Con đường này đã được tiên báo từ trong Kinh Thánh từ bữa. Khi Mô-xê và Ê-li-a hiện ra đàm đạo về Chúa Giê-xu, đàm đạo về sự xuất hành của Chúa Giê-xu, nói với chúng ta rằng cái kế hoạch từ đời đời đó là Thiên Chúa muốn chính con một của Ngài phải hy sinh ở trên thập giá để cứu độ chúng ta. Và điều này mời gọi chúng ta, điều Chúa Giê-xu nói với các Môn đệ sau khi tiên báo lần thứ nhất về việc Ngài phải chịu chết, đó là thân anh em cũng vậy, anh em phải mã lấy thập giá từ bỏ chính mình mà theo ta mỗi ngày. Ai theo thì sẽ đạt được sự sống đời đời. Vậy thưa anh chị em, khi chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa hiện chung, bài học này muốn mời gọi chúng ta hành đón nhận những thử thách, những khó khăn, những đau khổ, những hy sinh trong cuộc đời theo ý nghĩa kết hợp với Chúa Giê-xu trong mầu nhiệm tử nạn và phục sinh, để như là người muốn để chúng ta theo Chúa Kitô bằng cách phá thập giá của mình, từ bỏ những cái đam mê, từ bỏ những cái đồ đồi để bước theo Ngài trên con đường thập giá. Nhờ đó mà chúng ta bảo đảm mình sẽ được thông phần với Ngài trong mầu nhiệm phục sinh. Và bài học cuối cùng mà hôm nay chúng ta mừng ngày cao điểm của tuần trầu, có lẽ chúng ta hãy suy nghĩ về điều này. Đó là Chúa Giê-xu đã dẫn cả môn đệ xuống núi, chứ Ngài không cho cả ông ở lại trên đó lâu hơn nữa. Chúa đã nhắc nhở chúng ta, dù những ngày trầu mượn, dù ngày cao điểm hôm nay có tràn ngập niềm vui, có hạnh phúc, thì rồi những ngày tuần trầu cũng sẽ kết thúc. Và Chúa mời gọi chúng ta không chỉ ở lại trong nhà thờ này để hưởng hạnh phúc của những ngày trầu mượn, mà còn mời gọi
hồng phúc này phải lá đi, phải xuống núi để rồi chúng ta tiếp tục làm con Chúa ở trong mọi môi trường chúng ta đến, để đem cái niềm tin của chúng ta đến cho anh em, để đem cái tình thương mà chúng ta đã cảm nhận đến cho người khác, để loan truyền Đức Kitô đã chết và sống lại để cứu độ loài người. Chúa Giêsu không muốn vấn đề của mình Phêrô, Gioan và Giacôbê ở lại trên núi để chiêm ngưỡng hạnh phúc đó cho riêng mình, mà Ngài mời gọi cả các thầy xuống núi để đến lúc khi con người trở lại trong vinh quang chết và sống lại thì cả các thầy loan truyền cái điển của này cho người khác, nghĩa là loan truyền Đức Kitô đã chết và sống lại cho anh chị em của mình. Thưa anh chị em, những ngày cho lần này rồi sẽ kết thúc và chúng ta sẽ trở lại với bộ phận của chúng ta, công việc của chúng ta, môi trường của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta chỉ trở lại với các người cũ thì cho đường sẽ không có hiệu quả gì cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta cùng trở lại với môi trường làm việc, với trường học, với phát trường, với công an việc làm cùng đó, nhưng bằng một niềm tin mới, bằng một thái độ mới, một con người mới, thì chính là hiệu quả của tuần trời, và đó chính là điều mà Chúa đã mời gọi chúng ta ra đi xuống núi khỏi cái tuần trời này để đem cái ân phúc mà chúng ta đã đón nhận đến cho những người anh chị em khác nữa. Vậy thưa anh chị em, gửi đến một vài bài học mà khi suy nghiệm về biến cố, về mong nhiệm Chúa hiện chung hôm nay trong ngày cao điểm tuần châu của chúng ta. Chúng ta như được ép lên núi thánh để khám dự mong mong nhiệm nghĩa tình của Chúa, người trở thành lương thực cho chúng ta để tuyệt thiệu chúng ta sâu xa hơn trong biến cố mong nhiệm thánh thể, trong sự kể đời nên một với người. Và khi biết chúng ta được như thế, chúng ta hãy ý thức về cuộc sống, về lời mời gọi của chúng ta hôm nay, mà nhất là lời mời gọi của Chúa Cha, các ngươi hãy nghe lời người. Ước gì những điều mà chúng ta sẽ nghe Chúa nói của chúng ta hôm nay, không phải chỉ nghe bằng lỗ tai, bằng tâm trí, mà nghe chính bằng con người của chúng ta, nghĩa là nghe để lời đó biến đổi chúng ta, để lời đó thôi thúc chúng ta, để lời đó thúc đẩy chúng ta hành động. Ước gì việc tốt từ chủ trương thánh thể hôm nay với việc suy niệm mong nhiệm Chúa biến hình hôm nay thúc đẩy chúng ta có những quyết tâm mới khi kết thúc những ngày châu lượt hồng phúc này, để rồi như các vấn đề xuống núi chúng ta ra đi đem tình thương ấm sụp bình an mà chúng ta đã đón nhận từ việc chúng ta giao hòa với Chúa qua bí tích trại tội, từ việc chúng ta gặp gỡ với Đức Kitô trong bí tích thánh thể sẽ trở thành niềm vui bình an mang lại cho chúng ta và cho anh em của mình. Xin Chúa Giêsu thánh thể cho chúng ta được một niềm tin vững vàng sâu sắc, cho chúng ta được hân hoan sống niềm tin ấy trong cuộc đời hiện tại hôm nay, để cuộc sống của chúng ta hôm nay được thực sự sống trong bình an hoan lạc, và khi kết thúc cuộc sống ở trần gian này, chúng ta được bước vào vinh quang của đấng biển đền trên núi, tỏ ra cho các con người thấy và đấng tỏ cho chúng ta cảm nhận qua niềm tin mà Chúa ban cho chúng ta. Amen. Tôi tin kính cầu Thiên Chúa là Cha toàn năng.
Lạy Thiên Chúa, lạy Cha, lạy Thánh Thượng, xin lắng nghe
Tất cả các con này.
cùng Bồ Tề thân ngay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, bầu sao ơn mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người hơn ta thôi. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là Thank you.
xin hỏi đêm mất cho hội thánh được bình an và hợp nhân theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Bình an của Chúa là người cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Chúa là hạnh phúc
xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. Bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ cho đời con vững một niềm tin, xin dâng lời cảm tin. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi, xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về, Chúa cho con trời mới, đất mới, đường đời con đổi mới. Con sẽ ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời. Đời người đã con, đời đời người vẫn thương con, thương con như gà mẹ ủ ấm con dưới cánh. Chúa thương yêu ấp ủ con đêm ngày, xin dâng lời cảm tạ.